Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Hoa mà mình làm 2 giờ luôn, thì mình chạy marathon. Chương phẩm thứ 16 và tí xíu nữa mình sẽ học luôn chương phẩm thứ 17. Thật ra học số 16 á, là cái này là sư tiết chắc là quý vị đang chờ đợi đúng không? Hôm trước mình nói mình để ngõ như vậy, nó nghĩa là chấm chấm ba chấm. Bây giờ là hôm nay là quyết liệt phải giải thích. Đức Phật đã cho mình hanging, bây giờ là Ngài sẽ cho câu trả lời vì sao mà Đức Phật để thọ lượng nhiều tuổi như thế, tại sao mà cha trẻ mà con già đó, tất cả những cái đấy là hôm nay sẽ được máy vén màn Đức Phật lên. Rồi quý vị sẵn sàng chưa? Bắt đầu trang số 1. Để nói về trước khi vô thì chúng ta nói về thân nghĩa, thì chúng ta nói về cái lời kinh, nó xảy ra, cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Lúc bây giờ Đức Phật và các vị Bồ Tát và đại chúng đến tin lời thành thật của Như Lai. Như Lai là Đức Phật đây. Sau khi Đức Phật lặp lại 3 lần điều này, nên nhớ là những cái điều gì quan trọng đều được lặp lại 3 lần. Bồ Tát Di Lặc đại diện cho chúng hội trình Đức Phật giải nói lời những cái sự nghi ngờ, những cái sự mà thắc mắc của đại chúng, thì đưa Ngài Di Lặc, tại vì trước là chúng ta nói là Di Lặc là tượng trưng cho thức, thần không có hiểu, thành ra trí mới hiểu được. Đức Phật thấy các Bồ Tát 3 lần cầu thỉnh, Ngài nói: các ông hãy lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai, tất cả thế gian đều tưởng rằng Đức Phật vừa rời hoàng cung đến thành Già Gia tu tập và chứng quả vô thượng bồ đề. Nhưng thật sự ta thành Phật từ vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức kiếp không thể tính kể được. Từ đó đến nay ta luôn ở Ta Bà thuyết pháp, giáo hóa và cũng ở vô lượng các nước giáo hóa cộng sản, đúng không? Mỗi mối ta tự xưng danh hiệu không giống nhau và cho biết tuổi tác lớn nhỏ cũng khác nhau. Lại cũng sẽ nói nhập niết bàn và còn dùng nhiều phương tiện để chỉ bày những pháp vi diệu. Nhưng Như Lai thấy chúng sanh ưa thích pháp nhỏ, đức mỏng, tội nặng, cho nên vì những lời này mà nói lúc trẻ xuất gia được hồ thượng chứng giác. Để nhìn nghe được cái điều đó thì quý vị thấy là ồ, có một cái gương sáng đây, có một cái ví dụ đây, người này đã làm được rồi đây. Đó thì là họ hăng hái cố gắng lên, đúng không? Còn nói chuyện mà bao nghìn muôn ức kiếp thì là chán nản, chắc không tới mình đâu, rồi mình bỏ cuộc, mau bỏ cuộc kiếm cái gì vui vui cho chơi cho nó vui, cho nó phải thích, đúng không? Tại vậy mới có những cái mà Đức Phật nói đó, hóa thành rồi. Đây chỉ là phương tiện giáo hóa. Quý vị nghe cái chữ phương tiện trong đạo Phật, chữ phương tiện rất là quan trọng. Chúng sanh để vào Phật đạo, Như Lai thấy rõ không sai lầm tướng của ba cõi, nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, ý muốn khác nhau, tưởng nhớ khác nhau, nên Như Lai phải thuyết pháp khác nhau cho họ xin căn lành. Về Phật sự ta chưa từng ngừng nghỉ, như vậy từ khi ta thành Phật đến nay lâu xa thọ mạng ta dài vô lượng. Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát kết thành thọ mạng nay vẫn chưa hết mà vẫn còn hơn số như vậy, cho nên dù chưa được chưa thực diệt độ, ta vẫn nói diệt độ để làm phương tiện giáo hóa cho chúng sanh. Vì Đức Phật ở lâu đời, những người đức mỏng không chịu trồng căn lành, ham ưa 5 món dục. 5 món dục là cái gì? Đúng rồi, 20 điểm liền. Tài sắc dân thực thủy, 5 cái đúng không? Tài sắc dân thực thủy, 3 cái này là nó kéo chúng ta. Sinh tâm lười biếng, kiêu mạn, không sinh lòng khát ngưỡng gặp Phật,
Ví dụ như một ông thầy thuốc chữa giỏi được nhiều bệnh, ông có rất đông con. Khi bận việc đi xa, các con ở nhà uống lầm thuốc, tưởng là thuốc bổ 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 để đó, nhưng mà đó là thuốc độc. Khi cha trở về nhà, con đứa mất bản tâm, tức là thuốc độc nó đã lẫm sâu lắm rồi. Con đứa còn bản tâm, tức là vẫn uống một chút thôi, chưa có bị bệnh nặng lắm. Nhưng tất cả thấy cha về để quỳ lạy xin cứu mạng. Người cha cho đưa thuốc cho uống, biết con mình uống lầm thuốc rồi, mau mau lấy thuốc cho uống. Những người con không mất bản tâm, chưa mất bản tâm thì mau mau cầm lấy để uống liền và được lành bệnh. Còn những đứa mất bản tâm thì mặc dầu là thấy người ta xin cầu cứu thì cũng quỳ xuống cung cầu cứu, nhưng mà cái tâm thì không có tin hẳn tại vì đó là mất bản tâm mà thì mình đâu có xử sự cho nó đúng nhá. Dù cầu xin để chữa bệnh nhưng mà thuốc đến thì lại không uống, vì đã bị thuốc độc thấm sâu làm mất tâm trí. Người cha thương hại những con này bèn nghĩ ra phương kế để nói với chúng rằng ông đã già yếu sắp chết, có các thứ thuốc hay ông để lại nên giữ lấy mà dùng đó. Ông nghĩ rằng là mình phải có cái phương cách nào để giúp những đứa con mà mất bản tâm. Những đứa mà còn bản tâm thì là không có vấn đề gì đó. Những đứa mất bản tâm là cái mối lo của ông ngày bây giờ. Sau đó ông mới bỏ đi qua nước khác và cho người báo tin về nhà là ông đã chết rồi đó. Mấy người con mà mất bản tâm đó ở nhà nghe tin hung tin như vậy thì đau khổ khóc lóc gào thét và lo lắng rằng là cha ta đã chết, không còn ai để cứu mạng cho ta nữa. Lúc ta đưa thuốc, cha đưa thuốc thì không thèm uống. Bây giờ thì cha nói là có thuốc đây rồi thì mau mau chụp lấy để uống liền, đúng không? Sau nhờ như vậy thì tâm họ được tỉnh ngộ. Sau đó người cha trở về cho các con thấy mặt. Đức Phật kết luận rằng Ngài cũng như vậy. Từ lúc thành Phật đến nay, vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp, nhưng vì phương tiện cứu độ chúng sanh mà nói diệt độ, vì thế không thể nói Thế Tôn là phạm lỗi dối vậy. Tức là trong cái khi mà nói chuyện như vậy, Đức Phật cũng có hỏi lại, ta nói như thế, ta nói ta chết rồi mà ta nói, mà ta lại trở về, có vậy là ta là người, Đức Phật là người không bao giờ nói dối, vậy là ta có phạm lỗi dối không? Có phạm lỗi nói dối không? Nói không, Đức Phật không có nói dối. Vì thương chúng sanh mà Đức Phật phải tạm nói lời như vậy để mà thay đổi cái sự suy nghĩ, cái hành động của các người mà bị thọ bệnh. Thâm nghĩa, bây giờ cái chuyện chính là đây. Mình hiểu câu chuyện rồi. Ngài, thấy không? Đây là một cái vở kịch mà chúng ta thấy. Lại có một vở kịch khác để mà nói. Cái vở kịch này mục đích chính là để mà Đức Phật giải thích tại sao mà nói rằng Đức Phật đã mới đây được thành đạo, mới đây được giáo hóa tất cả những vị Bồ Tát vẫn còn đứng đây, những vị Thanh Văn, những vị A-La-Hán vẫn còn đứng đây, mà tại sao lại nói rằng tất cả những hiện tượng các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên sống từ bao nhiêu ngàn năm rồi, những cái chuyện này là những chuyện mà không thể giải thích được, tại vì nó không hợp với cái trí bình thường của mọi người. Thì bây giờ giải thích là như thế này. Phẩm 16 là trung tâm điểm của bổn môn, nói về giờ hành của chư Phật nên ít ai dám đề cập tới. Mọi người thì cũng nhận rằng tại vì sao không có dám đề cập tới, tại vì chúng ta cái sự tu hành của mình chưa có được chứng đắc, chưa có được cái sự liễu ngộ, thành ra mình nói ra để làm sao để nói cái thâm ý của Phật. Nó nói cái này mình nói không chừng là mình có thể nói sai, làm cái ý nghĩa của kinh Phật nó đưa đến người không được đúng. Nếu mà người ta hiểu sai là chính bản thân của mình là cái người mắc tội. Thành ra khi nói chuyện thuyết pháp thuyết giảng không phải là dễ, tại vì khi chúng ta nói ở trên đây thì các vị giáo thọ nói cũng là tâm niệm rằng những lời con nói là để mục đích là giúp cho đại chúng hiểu được cái lời Phật để mà tu hành, không phải nói đến cái thâm ý là để cầu cảnh, để cầu lợi dưỡng, hay là nói với cái thâm ý là nói sai lời hiểu Phật. Những cái gì con hiểu được trong cái khả năng hạn hẹp của con nói, con đợi mà đến khi con
trở thành Phật Bồ Tát để con giáo hóa cho chư vị đó, thì có lẽ là đã quá trễ. Đó là cái hạnh của người đi đại thừa là như thế. Trong khi tu tập thì là chúng ta dẫn dắt, hướng dẫn những người đi cùng với mình, mặc dù biết rằng đó là cái mà cái sự nguy hiểm là cũng có thể có. Nhưng với tâm thành thì mình dù như lời của ngài Anan nói, đời hữu trược con xin nguyện vào trước là như thế. Tức là mình phát nguyện nếu có những cái khó khăn con xin vào trước để con thám hiểm, con học hỏi, rồi sau đó những người đi sau con thì cái sự mà khó khăn nó cũng bớt đi rất nhiều. Đó là cái tâm địa của những người theo đại thừa là như thế. Đại chúng hiểu cho mọi người. Thực sự ra thì mọi người nó đều có cái nhân duyên hết, thưa cô. Nếu mà nói rằng là mình xung phong vào trước rồi xong thì mình làm không xong, mình có cái tội không? Thực sự ra mình nghĩ thế nào, quý đại chúng nghĩ sao? Mình có tội không có tội? Rồi cái người nói không có tội, có cái người nào nó có tội không? Thì đúng rồi. Thực sự ra đâu có phải mọi sự đó nó đều là nhân duyên, thưa để chúng nghĩ sao? Để mọi sự nó là nhân duyên, mình nhân duyên hôm nay ở đây làm những việc này. Sư không biết như người khác nghĩ thế nào, nhưng mà bản thân sư đó thì khi mà làm việc á, thì sư có một cái đức tin rất là mạnh, là tin tưởng mãnh liệt là những cái gì mà Đức Phật tỉnh sư luôn khấn nguyện, những gì mà Đức Phật nghĩ con làm được, con có thể handle được thì ngài giao cho con. Thì sư tin rằng cái việc làm đó, mình đặt được mình đến đó, tức là đã có cái sự sắp đặt của chư vị rồi. Thật ra với cái tâm thành mình làm hết sức mình, nếu mà fail thì con tâm nguyện con sẽ học từ cái failure của con để con làm lại cho tốt hơn. Nếu con làm đúng này rất tốt, con để tiếp tục đi lên có một cái step khác, những cái thử thách khác nữa. Vậy trong cuộc đời mình luôn luôn là những thử thách, mình có cái sự đối phó, cái sự suy nghĩ của ta đối với cái thử thách là như thế nào. Mình chùn bước nói ô thôi để cho người khác, rồi tất cả mọi người cứ để chờ cho người khác, cái cơ hội nó qua đi thì thế nào. Thành ra đến cái lúc đó là mình phải làm, đừng nghĩ rằng là ô ta làm tại vì ta giỏi, ta đứng đây. Với người có cái tâm niệm như vậy, là có cái sự kiêu mạn như vậy thì sư nghĩ nó sẽ là khó khăn cho cái đường tu của mình, cho cái sự hành đạo của mình. Nhưng mà mình với cái tâm thành là con nguyện là công cụ của Phật, của Bồ Tát, nếu mà cái việc này ngài đặt đề con thì con sẽ làm hết sức của con. Để suy nghĩ đó là cái chúng ta nên suy nghĩ và luôn luôn tâm niệm như vậy, thì sự như là mình sẽ hopefully mình sẽ ok. Cảm ơn cô đã hỏi. Trong cái khi mà mình học hỏi đó, đừng có ngại. Có nhiều khi cô hỏi là có nhiều người khác cũng có thể có cái câu hỏi tương tự. Và nhờ có người hỏi như vậy mình có suy nghĩ, mình nghĩ sao ha, cũng hay lắm. Nếu mà mình có cái sự thắc mắc ấy, thì là cái sự suy nghĩ, cái sự hiểu biết của mình suy nghĩ nó tốt hơn nha. Thành ra đừng ngại. Mình cũng sư cũng không nghĩ là sư ngồi trên đây là sư biết hết mọi thứ. Sư cũng khi mà học với quý vị thì sư cũng học hỏi rất nhiều. Sư vẫn nói rằng nhờ cái cơ hội đi dạy ở đây thì sư học hỏi nhiều lắm. Tại vì sư học ở đây không giống như học ở Việt Nam, cái trình trình học của mình đây khác nhiều. Thành ra những cái gì mà sư
làm được á, cũng do cái tâm thành mình muốn học hỏi và muốn truyền đạt những cái gì mà thấy mình không biết thì mình đem đến để giải thích cùng đại chúng cái tâm học hỏi tìm cầu, đó là cái chính cái việc học đạo của mình. Rồi mình sẽ trở lại. Mọi người công nhận rằng kinh Pháp Hoa quá quan trọng, mà làm vua của các kinh mà, đâu có phải giỡn đâu. Chúng ta không phải không diễn đạt được chân ý của kinh, làm giảm giá trị bộ kinh sẽ phạm tội, nhất là triển khai về thọ lượng Như Lai thuộc một vấn đề chính yếu chúng ta chưa chứng đắc nên không dám nói, vì nói sẽ trở thành là nói láo. Chư Tôn Đức dè dặt trong việc thuyết giảng phẩm này vì e rằng không hiểu được chân ý của Đức Phật sẽ diễn tả sai và người nghe không hiểu ý, lại sai thêm một chút nữa. Phần Đức Môn nhấn mạnh về hiện thực của Đức Phật trên cuộc đời chúng ta phê phán còn không trọn vẹn chính xác, tức là cái gì mà đứng thấy mắt thấy tai nghe rõ ràng đã, Đức Phật là con người bằng thương còn bằng xương bằng thịt, sinh ra ở cái thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, rồi sống ở đâu, con của ai, tất cả những cái đó mặc dầu là không có sự ký chép lại, nhưng mà nhờ có một số các cái bia ký là đã giúp chúng ta xác định là tương đối rõ ràng là có cái điểm nó xảy ra. Bây giờ khoa học cũng chứng minh đúng rồi, cái viên đá đó là mấy nghìn năm rồi, cái dấu hiệu đã cho mình thấy, những cái chứng cứ cho mình thấy như thế mà mình còn chưa chắc được nó. Thì còn những cái chuyện như thế này thì là chúng ta thế nào đó. Với cái tâm niệm như vậy, mình luôn luôn phải có một cái sự dè dặt đó. Sư nói để mình không có phạm vào cái tội là mình có cái ý như vậy và biết mình cứ kiên quyết là ý của tôi là đúng. Khi mà mình mà có cái thiên kiến thì cái đó là nó sẽ đưa mình đến cái họa cho mình. Thế cái phần bổn môn để mở ra, tức là trong cái quyển này có 28 phẩm thì 14 phẩm đầu tiên là tích môn, tức là cuộc đời của Đức Phật như vậy. 18 phẩm sau là nói những cái cuộc đời về sau này, những sự mà huyền diệu mở ra thế giới siêu thực của Như Lai. Siêu thực tức là qua luôn, siêu là vượt qua luôn cái thực tại của Như Lai mình có thể thấy được, kêu là siêu thực của Như Lai. Chính Đức Phật xác định rằng hàng Bồ Tát trở xuống không hiểu được bí mật thần thông của Như Lai, trong khi chúng ta còn mang thân phẩm phu, làm thế nào để hiểu được thọ mạng của Như Lai, nên những gì triển khai trong phẩm này thuộc phần cảm tâm. Cảm tâm tức cái tâm mình cảm ứng như thế nào thì mình nói ra như vậy. Về pháp thân của Phật, tức là hôm qua mình đã nói là bên ấy mình có ba thân, là sinh thân, báo thân và pháp thân. Riêng phần chứng đắc thì chưa đạt được, bản thân mình phải tự hiểu mình chưa chứng đắc. Nhưng và với cái tâm niệm để mà cố gắng giải thích cái thâm nghĩa, huyền nghĩa của cái phẩm này, chúng ta sẽ đi tới. Khi bước vào pháp hội 2 không trung thuyết pháp, tức là lúc này là tất cả các quý vị đều đứng ở giữa không trung để mà nghe cái pháp hội pháp hoa. Hành giả tham dự pháp hội phải trụ trong hư không, có nghĩa là vượt trên ngũ ấm, tức là cái thân này vượt trên cái sự cái hiện thực của thân thể này, trên tầm suy nghĩ bằng trí thức của người phàm phu, tức là mình phải vượt qua cái đó. Vì vậy khi mang phần này giảng dạy trong hiểu biết hữu hạn của con người, chắc chắn còn thế giới cách thế giới của Phật còn xa lắm, nhưng không có phương cách nào khác để diễn tả chi kiến của Như Lai. Tuy nhiên hàng giả nào nương tựa phương tiện giả tạm này dứt trừ phiền não, nhập thể tánh không sẽ tự phát hiện thế giới chân thật. Đức Phật dạy rằng các pháp tánh thường vắng lặng, không dùng ngôn ngữ phàm phu làm bàn được. Đạo nói được, tức là đạo mà nói được thì không phải là đạo. Cái đó là khi mà nó nói được, dùng ngôn từ nó đã thay đổi được, nó đã làm biến dạng nó rồi. Nhưng mà mình là người phàm phu đang đi học
thì mình vẫn phải nương tựa vào cái lời, nương tựa vào nhân từ, nương tựa vào cái pháp Phật để mà mình tu. Mình chưa đến cái giai đoạn mà mình có thể bỏ tất cả để mình tiến lên. Thành ra ở cái tầng lớp nào thì mình nương tựa cái phần đó để mình tu, mình học hỏi, mình tu tập. Cái chỉ được cái mà mình nói ra được á, là nằm trong phạm vi sinh hoạt bình thường của con người. Những gì hành giả cảm nhận không diễn tả được thuộc phần tâm chứng của đại chúng, đã thâm nhập vào hư không, phiền não trần lao không làm nhiễm ô họ. Bây giờ tầm nhìn hành giả đổi khác, thấy Bồ Tát Tùng Địa Rộng Xuất và Phật quá khứ đã bảo cái thấy và cái nghe người bình thường không nói tới được, vì không nghe còn nghe và thấy bằng sáu giác quan của loài người. Do hương tâm hoàn toàn vắng lặng mới thấy được thật tướng các pháp, gọi là pháp nhĩ như vậy. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta còn nhìn ở trong cái địa vị phàm phu, lấy cái thân đối đãi này để mà cảm nhận thì là cái hiểu biết của mình nó còn rất là thô sơ. Nhưng mà nếu chúng ta thanh tịnh, làm thế nào chúng ta được tâm được thanh tịnh, là chúng ta phát nguyện là con ước cần cầu, ước mong được hiểu pháp Phật để con tu. Thành ra những cái gì mà trí của con, nếu mà con hiểu sai, xin chư Phật cũng hoan hỷ chỉ lối cho con để con tiếp tục tu. Những cái gì mà đức là con có thể có cái sự gia hộ, có cái sự truyền đạt của quý ngài thì chúng con xin nhận lãnh. Đó, ở trong cái phần trước đó, chúng ta nói đó là Đức Phật luôn luôn là ở trong thế giới này với mình. Đức Phật chưa có hề rời chỗ này. Có nghĩa rằng là ngài, như tuần trước chúng ta nói chuyện đó, là ngài luôn luôn cũng giống như là cái đài phát thanh đó, cái làn sóng, cái frequency đó luôn luôn phóng ra. Còn mình đó, là cái đài có nhận được cái làn sóng đó không, nhận được bản nguyện của Đức Phật, cái lòng từ bi, những cái mà Đức Phật muốn mình được á, mình có được hay không, đó là chuyện của mình. Mà cái đó được hay không là cái quan trọng mà bậc nhất, nó vẫn là từ cái tín tâm. Mình có một cái lòng tin sâu sắc và mình có một cái sự thanh tịnh, cái sự tin tưởng mà không có làm bị cái tâm dục vọng nó làm cho hoen ố đó, tức là mình phải tu tập để mình có thần thông, mình bay lên trời, mình ngồi đó mình đoán hết chuyện này chuyện kia, ai nói số gì, số đề số gì mình ra hết, muốn nói mấy số, ba số, sáu số gì đó mình nói ra hết, người nào cũng trúng độc đắc tỷ phú hết trơn, đúng không? Đó, mấy cái đó không phải. Đó là cái mà mình tu tập như vậy là không có đúng. Cái sự tịnh tâm của mình, cái sự cần cầu tu tập của mình là có một cái dục vọng, có một cái sự sai khiến, có một cái sự cần cầu. Đó là với cái cách đó thì là không có thể nào mà không phải là đi đúng được nhé. Phẩm mở đầu, phẩm 16, Đức Phật nói với chúng hội ba lần, các ông phải tin hiểu. Đó, quý vị cứ nghe cái chữ tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Bồ Tát Di Lặc đại diện chúng hội trả lời ba lần, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Đó, quý vị cứ đánh dấu cái chữ tin nhận. Đó, chữ tin là rất quan trọng, tức là mình vẫn nói là chữ cái lòng tin đó là mẹ của ba lời chư Phật, đúng không? Đó, phải có cái đức tin trước đi đầu. Đó, mà không phải là chúng ta nói như vậy cũng nói rằng là đức tin đó mình nghe nói ô Đức Phật Di Lặc dáng thế ở đó nói như thế 2022 là tận thế nói như vậy đó, nó tại vì Đức Phật Di Lặc nói đó. Đó là mình nghe vội vàng gán cái tên Di Lặc vào một cái tin liền, Đức Phật nói mà, Di Lặc nói mà hả? Nhưng đó thì Đức Phật phải nói sao hả? Không, tin ta nhưng mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Thật ra Đức Phật nói không có chuyện gì mà không ai trên đời mà ban phước giáng họa lại cho mọi người hết chứ. Làm gì có cái năm 2020, 2022 là sẽ tận thế, làm gì có. Đức Phật chỉ nói rất đơn giản là khi nào mà con người này
cái lòng mà ác của họ đó nó đầy dẫy hừng hãy, nó khiến cho những cái người còn trẻ tuổi mà đã thứ nhất là có cái dục vọng nhiều, sinh con đẻ cái còn trẻ trẻ lắm, và hai nữa là lòng độc ác của họ vô cùng, họ tàn sát giết đến nhau đó. Những cái khi mà ở những cái tuổi mà mình nói là ăn chưa lo no chưa tới đó, ăn chưa no lo chưa tới đó, những cái tuổi 5-10 tuổi, 15-20 tuổi đó, chưa biết gì đó, đó mà đã làm những cái chuyện khủng khiếp như vậy thì là lúc đó là chính là tình thế. Tại vì cái bản tánh con người lúc đó là gầu hầu như là toàn ác, không phải có cái thiện ở đó nữa. Để cái tuổi mà kêu là nhỏ đó thì nó rất là trong trắng, nó rất là ngây thơ, mà bây giờ để trở thành là những người mà có thể giết người không nhúng tay như vậy cũng phải là cái chuyện mà phải suy nghĩ. Đức Di Lặc Bồ Tát là người thừa kế Đức Phật, đúng rồi, trong pháp hội kêu là Long Hoa pháp hội đó, sẽ ngài sẽ là được khởi đầu lên một cái chương trình mới để mà giảng cái Phật đạo ở dưới cái ngày khi mà cái chương trình dạy dỗ của ngài Phật Thích Ca đã chấm dứt thì ngài Bồ Tát Di Lặc sẽ lên có đủ tư cách để trả lời và đại diện các Bồ Tát đi nghe pháp. Điều hàng thuộc A Bế Bạt Trí là Bồ Tát Bất Thối Chuyển đang ở giai đoạn cuối cùng của lộ trình tu Bồ Tát Pháp. Đây là những người mà nghĩa là đang chờ đợi để mà tiến lên cái quả vị Phật. Sau ba lần trần cầu của Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật xác định cho chúng hội thấy rõ tư cách của ngài ở thế gian. Ngài nói giới thiệu một Đức Phật thường trú mà chức phổi Pháp Hoa, Đức Phật chưa hề nói. Đức Phật khẳng định rằng ngài thần Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp trước, nhưng trời người Atula thấy Đức Phật vừa mới vào hàng cung, dòng họ thiết đến cội cùng Bồ Đề thành vô thượng chân kiến giác, là cái thấy sai lầm của người. Đức mỏng tội nặng lại ôm lòng tăng thừa mạng, nghĩ rằng mình thấy là đúng mà không thấy được sự thật của sự vật. Bồ Tát Di Lặc tin là nói Di Lai không hư vọng, nhưng sáu loài hữu tình trong thế giới hữu tình tu pháp hữu vi thấy Đức Phật vừa mới thành đạo giữa cung Bồ Đề, với hạng người này Đức Phật phải hiện thân con người tu thành Phật để làm kiều mẫu truyền đạt Phật pháp cho họ. Đối với Bồ Tát Di Lặc trở từ sự Bồ Tát Di Lặc trở lên thì không thấy Đức Phật Thích Ca là con người bằng xương bằng thịt, vì Bồ Tát tiếp cận Phật tuệ thấy được quá trình Phật thành Phật lâu xa của Đức Phật. Đức Phật xác định ngài đã thành Phật từ 500 ức trần điểm cho đến nay vẫn còn ở tại thế giới Ta Bà thuyết pháp giáo hóa cùng nghị. Quý vị nói là Đức Phật nói cái số mà thọ mạng của ngài đó, nó nghĩa là không thể nào nói được. Đức Phật ví như ông Lương Y, trí tuệ sáng suốt có con uống lầm thuốc độc, khi trở về thì có con bị thuốc độc hành hạ, nên cho nên uống thuốc chữa độc. Những người chưa hề mất bản tâm dùng thuốc cho cha cho được khỏi bệnh như 1200, đây nói 1200, đúng ra là 1250, cái vị mà hay thường đi giáo hóa với Đức Phật đó, 1250 vị A-la-hán đó, thời Đức Phật tại thế, tu theo Đức Phật đạt được Niết Bàn từ thế giới loài người vượt qua từng trời là quay trở lại để mà giúp ngài giáo hóa chúng sanh đó. Ba đi qua đi lại ba cõi tự tại, ba cõi là gì quý vị? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các quý vị này là đi lên đi xuống tự tại, không có vấn đề. Riêng các con mất bản thân không tin Phật, không hiểu trái phải, mang nghiệp nặng, không chịu trừ nghiệp, trong sinh tử vẫn còn ham mê cái khổ sinh tử, tức là vẫn còn ham mê năm cái ngũ dục đó nữa. Đức Phật ví những người này không chịu tu, cứ núp bóng Đức Phật và buông lung cho đến khi đường cùng với tụ chưa hẳn. Đó là dạy gì tu Phật có đây rồi, mình chỉ có việc mang này chuối lên là ngài sẽ ban hết những cái gì mình cần, đúng không? Đó, con mà cần thi đậu ha, con sẽ lên cúng dường cho trên chư tăng chư Phật, đấy là gia hộ cho con được như ý. Thành ra nó dễ gì mà tu hành, tại vì mình thấy những cái sự hiểu của mấy người này rất là sai lầm. Càng tu hành giả càng thấy Đức Phật có ngay trong cuộc đời, thường còn không diệt. Khi hành giả có lời nói suy nghĩ về làm giống Phật là đã diễn kiến ngài hơn cái khác, hành giả là thường trú pháp thân Phật vậy. Thành ra khi mà cái người người tu đó, khi mà mình
Có nhiều người đó càng tu nữa, càng tu lại càng khó khăn, càng tu lại càng khó chịu, càng tu lại còn dữ dằn, càng tu mới nói ô cái này là làm sao, cái kỳ sắc kỳ vậy hả? Càng sư khi qua Ấn Độ đã gặp cái thầy đó, thầy hiền diệu, thầy viết luôn một cái bảng xong cho người khác luôn, để lên trên tường luôn, tu đừng có chậm, tu đừng lật đật. Là tức là mình khi mà mình đi mình tu đó, mình cứ để ý coi, nếu người đó càng tu càng thấy thoải mái, càng thấy hoan hỷ, càng thấy vui vẻ, càng thấy yêu đời, càng thấy nghĩa là tất cả mọi người là người thân của mình á, nó là tốt. Còn tu mà à, ta là sư bà đó nha, đừng đứng gần ta đó. Ta là hòa thượng đó nha, đừng đứng gần đó. Tu không có lễ phép với ta. Hay chứ, hay chứ. Hay là mình nói, ôi cái chuyện nhỏ nhặt đó, không phải là việc ta làm, ta là đại lão hòa thượng, ta phải làm những chuyện quan trọng. Đó. Những cái khi mà mình tu mà còn có những cái chấp nhất như vậy, mình phải suy nghĩ lại con đường tu mình thế nào. Đó, đó. Thì trong cái phần này đó, cái phần mà nói rằng khi hành giả nó có lời nói suy nghĩ mà việc làm giống như Phật, Phước Phật lúc nào cũng là từ bi vô lượng, nghĩa là ban pháp cho chúng sanh không có từ nan, không có mệt nhọc. Ngài tu bao nhiêu ngàn kiếp không có nói được, không có ấy được, mà mình vẫn ngồi kiên trì đó, mà để mà phóng quang tiếp độ mình, phóng quang để mà an ủi cho những cái khi nào mà mình kêu chỉ có cần mình nghĩa là thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái sự tu hành của mình là lập tức được cái quả vị hay là những cái điều tốt nó đến cho mình. Tại nhân quả không bao giờ sai, mình làm điều tốt thì chắc chắn điều tốt nó trở lại mình. Thì nhờ Đức Phật lúc nào cũng quan tâm, cũng hướng cho mình á. Nhờ như vậy thì các chúng sanh này dù vô biên vô hạn, giống như mình nói ngài Đức Phật là một vị rồi, chúng ta có những cái vị Bồ Tát có nhiều những hành nguyện khác mà mình thường thấy, chẳng hạn ngài Quán Âm là lúc nào cũng lắng nghe những lời kêu cứu, những lời vâng vị căn minh thông nhá, ngài Địa Tạng là lúc nào cũng ở dưới chỗ khổ sở để mà cứu những chúng sanh, chỉ cần nó nhớ được một danh hiệu Phật là vội vàng đến đó, giúp kéo nó ra khỏi cái chỗ khó khăn đó. Đó, đây là những cái vị Bồ Tát, là những vị mà đồng hành với Phật rồi luôn luôn làm những cái việc này đó. Thành ra cái mình với Phật thực sự không có xa đó. Mà tại vì mình cứ nghĩ rằng là mình phải tu hành qua bao nhiêu giai đoạn, mình có thần thông ánh sáng chói lòa rồi mới có 32 chứng tốt như Phật hào quang tỏa ra đó. Thành ra thực sự không phải như vậy nhá. Mình chỉ có cần mình làm cái hạnh mà Phật làm, tu những cái việc làm mà Đức Phật chỉ dạy, đó là mình với Phật đã là có một cái sự giao cảm, có một cái sự liên kết với nhau rồi nhá. Đức Phật xác định Ngài luôn luôn hiện hữu song hành với chúng ta, những người tâm thành ý chân thật. Đó, quan trọng là cái câu này, tâm phải thành, không phải tâm nó làm sao để cho mình có thần thông, mình làm mọi người kính trọng ta. Ý chân thật, một lòng muốn thấy Phật, không tiếc thân mạng mới đủ tư cách thấy được Phật hiện hữu trong thường trú. Quý vị có bao giờ đọc cái quyển sách Thiền Sư Ban Cai chưa hả? Cái quyển sách cũng rất là hay, đó là một cái vị thiền sư bên Nhật Bản, ông gì thầy hình như là Ni Sư Chí Hải dịch ra đó. Thì ông trong cái quá trình tu tập rất là khổ sở, ông bị bệnh rồi, ông nghĩ là sống không được mà chết cũng không xong đúng không? Nhưng cái khi mà ông vẫn quyết tâm tu tập, khi mà cái công thành quả mãn, quý vị biết là lúc đó cũng như là cái thử thách cuối cùng
cùng của ông nghĩa là nằm bẹp rồi đó, nghĩa là chỉ thấy thần chết cầm cái mát sẵn sàng nghĩa là quơ kéo ta đi rồi. Lúc đó, đó mà cái tâm ông vẫn còn cương quyết đó, thì ông quý vị biết là ông khạc ra bắn vào trong tường một cục máu to trên này đó. Đây là cái thử thách cuối cùng của ông. Là khi từ đó ra được cái đó rồi, cái đó là một cái mà nó qua đi được rồi đó, ông trở lại bình thường, ông không có bị bệnh nữa đó. Thành ra trong cái ấy giống như là ngài A Nan cũng vậy đó, trong quá trình mấy chục năm đó, đi theo hầu Đức Phật đó, 40 năm đi theo hầu Đức Phật, nhưng mà luôn luôn nghĩ rằng là Đức Phật luôn luôn còn đến cạnh ta, Đức Phật là ăn cơ dân của ta, không có nghĩa là Đức Phật đã cho mình là đa văn đệ nhất rồi, không có cái gì mà ngài nói mà mình không hiểu hết trơn, nhưng mà sao tu hành không có miên mật đó. Tại vậy không có đi được đó, không có định vô trong đó để mà qua được cái cửa đi vô mà kích tập đó. Thì phải có A La Hán mới có thần thông bay qua trong cái đó, tránh cái cửa hang đó vô được đó. Thành ra vậy cái ông mới cố gắng tu hành, mình khổ sở vô cùng á, và mà bây giờ mình không cách nào khác được hết đó. Nhưng mà sao lúc mà ngài mệt quá rồi đó. Đó. Thì lúc đó ngài chữa đoạn là chỉ có muốn ngã người xuống để trên cái phiến đá để mà nghỉ cái lưng cho, lúc đó mới đành, tức là phải tận cùng của cái sự ấy, của cái sự kêu là cố gắng thì là mình sẽ đạt được. Nên vậy trong cái đây có nói một cái đó, không tiếc thân mạng. Thành ra trong cái sự tu hành cũng có khi có cái sự thử thách đó, mình còn tiếc, mình còn sợ nói, mình giống như là ngài An An nói đời hữu trường có nguyện vào trước, cái người mà đã quyết tâm như vậy con nghĩ là khó khăn xông pha con không màng, con nguyện vô trước, nó có cái chuyện gì khó khăn dù cái tên mạng này nó có mất đi con cũng không có sợ, còn nguyện vô trước. Cái tâm của những cái Bồ Tát như vậy thì chẳng hạn như ngài Địa Tạng, ai nói như nó khổ sở thế này thế kia, nhưng mà ngài cũng nói là sao, nguyện khi nào không còn một chúng sanh thì con mới nguyện thành Phật đó. Đến tất cả những cái lực nguyện mà rất là lớn mà rất là miên mật như vậy là mình sẽ thấy được là với cái nguyện mà sâu đậm với mình quyết liệt như vậy thì chắc chắn cầu Phật sẽ thành là như vậy, không tiếc thân mạng thì mới đủ tư cách thấy được Phật hiện hữu thường trú. Trái lại người ham mua là năm món dục vô minh nghe chân nghe ngăn che không thể thấy Phật. Ngài Thế Âm ví họ như người mù không thấy được ánh sáng, mặc dù ánh sáng luôn luôn thường hành. Vì cộng sản mù loà, chúng sanh mù loà đến Đức Phật hiện hữu trên cõi đời để khai chỉ kiến cho họ. Đến khi bệnh sáng mắt thấy được Đức Phật thường hành ở Ta Bà, cảm nhận ý này thì ngài Kim Thai Chi Giả Đại Sư dạy rằng kinh Pháp Hoa không phải là vừa tuyên nói ở hội Liên Sơn, mà thực sự nói từ Lộc Uyển Pháp Tư Đế là một dạng của kinh Pháp Hoa để khai mở cho chúng sanh điên đảo. Các chúng sanh nghiệp nặng hơn thấy thế giới cháy rụi trong khi tình độ của Đức Phật ngay trong Ta Bà hoàn toàn an ổn, được trang hoàng bằng những món báu chỗ khí nhà dưới hoa Màn Đà La cũng dừng chư Phật và đại chúng. Đó là đây mình có thể nghe được cái giọng của cái kinh của kinh A Di Đà đây đúng không? Cái tịnh độ ngay đây không phải là đợi trở về đến cõi phương Tây của muôn ngàn ức về phía Tây có cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, mình có thể chứng và nhập cái tịnh độ ngay đây. Ngay ở trong Ta Bà hoàn toàn an ổn, được chắc là những món báu thường trú ở nhà rồi. Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật và Đạo Phật trường tồn trên đời qua 26 thế kỷ. Đức Phật chẳng những thường trú thuyết pháp cho giáo hóa chúng sanh của Ta Bà, ngài còn hiện hữu làm lợi ích cho chúng sanh trong khắp mười phương. Đức Phật mở ra một thế giới quan bao la vô cùng vô tận, có người nghiền nát 5.000 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi Cam Thiên Đại Thiên thần vi trần, từ chỗ ta đi đến qua phương Đông cách 500.000 muôn ức Na Do Tha mới rơi một dọn bụi. Quý vị tưởng tượng là nó cái thế giới đó, nó nghĩa là trùng không thể nào mà mình ngay cả một cái computer nữa là khủng, đại computer siêu computer cũng không tính được cái con số đó là bao nhiêu, lũy thừa bao nhiêu đó đúng không?
Nhà đâu Đức Phật mới nói ngay cả Đức Phật ấy, những cái vệ nhãn của ngài cũng chưa có tính là được nữa. Đó, cái số này nó vô lượng vô biên, mà những cái số vô lượng vô biên này là từ đâu? Là từ mình. Mà tại vì cái khi mà đồng cảm á, tự nhiên giống như là quý vị thấy cái domino chưa? Đó. Một cái domino đầu tiên mà rớt, cái thứ hai rớt, cái thứ ba rớt, cái thứ tư rớt, giống hiện như này. Một tâm hồn trong sạch nó sẽ đẩy cái không gian, cái tâm hồn thứ hai trong sạch, trong sạch, trong sạch, tất cả thế giới đều cùng trong sạch và cùng tụ tập với nhau. Đó là cái ý nghĩa trong đây. Đó. Khi mà một cái chính chúng đó mà có tâm thanh tịnh đó, thì nhờ như vậy nó cảm ứng với tất cả mọi người. Vậy vậy chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội để mà làm một chúng sanh thanh tịnh. Tại vì nhờ chúng ta thanh tịnh, đừng nghĩ là mình đã nhầm gì, mình phàm phu nhầm gì. Không, một chúng sanh thanh tịnh có thể cảm ứng những người này, người này, những người có duyên với mình để được thanh tịnh. Thành ra chớ khinh như nói, như mình nói cái câu chớ khinh điều nhỏ không làm, chớ khinh điều ác không làm. Tại vì điều nhỏ làm nhiều sẽ tích lũy thành điều thiện lớn, đúng không? Điều ác, điều ác nhỏ làm nhiều sẽ tích lũy thành điều ác lớn. Mà khi điều ác lớn rồi thì chúng ta đọa lạc trầm luân. Thành ra đừng có sợ là cái chuyện nó nhỏ nhoi, không có quan trọng, mà luôn luôn trân trọng từ những việc nhỏ. Ok, cho nên bây giờ quý vị khi mà nói đến mà số lượng to như vậy đó, là tại như vậy đó, là tại cái tâm của Đức Phật là ngài rất là trong sạch, ngài rất là từ bi, ngài rất là thương xót tất cả chúng sanh. Thì tâm ngài rải ra đến đâu thì lập tức là có những chúng sanh mà cùng một cái tầng lớp của ngài với ngài đó, nó sẽ đồng điệu rồi làm tiến ra như dòng nước ấy, nó cứ lan mãi như vậy. Thành ra ai biết được là đến cái lúc nào là nó cái ruffle nó hết, đúng không? Đó, thành ra nói như thế là mình nói khi mà nói đến là thọ mạng mà số đông như vậy thì không kể được đó. Tại vì cái sức mà kêu là cảm ứng thì không thể nói được, đúng không? Tuy ok, rồi mỗi chỗ, mỗi tức là ngài ở mỗi nào ngài cũng có hành đạo hết á, mỗi cõi ngài đều có tên khác nhau, thường xuyên ở cõi Ta Bà, nhưng ở thế giới nào Đức Phật cũng không vắng mặt, không làm lợi ích cho chúng sanh đó, tức là ngài ở hiện diện khắp nơi. Đức Phật dạy về các Phật Nhiên Đăng, A Di Đà, Dược Sư, vân vân, tất cả những giảng dạy này đều là phương tiện giáo hóa chúng sanh, hoặc nói thân mình hoặc thân người, hoặc chỉ việc mình hoặc chỉ việc người, hiện lên vô số khác nhau bằng vô số việc làm khác nhau. Đến đây Đức Phật muốn hiển bày bí mật thần thông của ngài trong phẩm này, và chúng ta cần hiểu rõ ý này. Chư tổ thường căn cứ vào 16 để phân ra Đức Phật có đầy đủ ba thân: sinh thân, hóa thân và thọ thân. Ba thân này của Đức Phật rất là quan trọng, và chúng ta cũng tương tự như vậy. Đức Phật đã khẳng định mình là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật có ba thân, chúng ta cũng phải. Vậy làm sao mà cái thân, sinh thân của mình, nó giúp cho cái đáo thân và cái pháp thân của mình được tỏ rạng, được thấm nhuần cái giáo lý của Đức Phật, như Đức Phật đây. Ba thân của Phật, sinh thân. Sinh tức là mình sống ở đây, mình sinh ra ở chỗ nào, mình khởi đầu chỗ nào đó. Thì Đức Phật sinh ra tại thành Các Tỳ La Vệ, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài sinh trải qua 49 năm giáo hóa chúng sanh từ mọi tầng lớp xã hội, thành tựu những quả vị tu tập, đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lời dạy của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Đó là cái quá trình làm việc của sinh thân, mình hiểu rồi đúng không? Đó. Đức Phật lịch sử chúng ta là trong phần sinh thân. Còn báo thân là cái gì? Là thân thứ hai của Đức Phật. Ngay trong sanh thân của ngài, ngài mang thân nhân đặc biệt phi thường, kết tập từ trí tuệ và đạo đức của ngài. Tại ngày nay chúng ta tôn thờ tưởng niệm báo thân của Đức Phật, tức là mình tôn thờ cái lòng từ bi vô hạn, cái trí tuệ về miên mật của Đức Phật, quý trọng và kính ngưỡng các việc làm thánh thiện của ngài trong 80 năm trụ thế, hướng dẫn giáo đoàn cũng xã hội chống loạn hoàn theo giáo lý của ngài được áp dụng khắp nơi trên thế giới sau 26 thế kỷ. Đức Phật xác định ngài tu hành đạo Bồ Tát càng thành
báo thân một thọ mạng lâu dài chẳng những không chấm dứt mà mỗi ngày cũng phát triển thêm, gọi là thân hữu thủy vô chung. Tức là có cái bắt đầu mà không có cái kết cục. Trong phần thọ ký, Đức Phật thường nhắc các đệ tử muốn thành quả Phật phải tu hành đạo Bồ Tát, trải qua bao kiếp mới thành báo thân viên mãn. Lúc mà quý vị nhớ cái lúc mà đi kêu là thọ ký đó, Ngài nói cái những cái số từ ấy không, Ngài An Nam thì bao nhiêu, rồi Ngài Xá Lợi Phất bao nhiêu đó, nhớ không? Ngài sẽ được thành Phật, được cũng như là hộ trì cho bao nhiêu Đức Phật. Đây là những cái mà mình nói đây. Tức là trong cái quá trình mà từ là thanh văn A-la-hán đây quý vị này, quý vị sẽ đi đến huyết trước nữa và tu tập theo cái lộ trình này đây. Tại lộ trình đó là lộ trình Bồ Tát của tất cả những cái quý vị đã đạt được quả thanh văn nhé. Trời, gần hết luôn. Cho mình đọc thêm chừng 2 phút nữa cho hết nhé. Rồi trong cái mình nghĩ, cái mình marathon thêm cái gì nữa ha. Rồi dạ, mình nói đến pháp dạ. Là Bồ Tát chưa có báo thân nhưng chưa viên mãn nên chỉ thành tựu một số việc, được người thương cũng như kẻ ghét. Từ đây chấn khi được báo thân viên mãn phải trải qua một thời kỳ chúng sanh có nghiệp thân nên bị vô số chướng ngại. Chúng ta đây vô số chướng ngại, tại vì sao? Chúng ta có những nghiệp trong thân mình. Mình thích ngủ dục, mình thích được tiếng khen tiếng chê, phải không? Bị bác phong làm chấn động, đúng không? Thì là luôn luôn mình khổ. Khi Bồ Tát thành tựu viên mãn, đây là Bồ Tát nha, báo thân tự nó hoạt động không cần dụng công, nghĩa là tha nhân nhìn thấy sự phát tâm tu tập của Bồ Tát mà không cần phải giác quan. Đó là cái ý nghĩa mà Ngài nói là khi mà ta thanh tịnh thì giống như cái domino mà sư nói đó, thì tự nhiên cái người bên cạnh thanh tịnh, người kế tiếp thanh tịnh, nó là một cái sự chứng đắc mà nó phát triển điều hòa hết. Rồi phát thân từ báo thân viên mãn để đủ phước đức trí tuệ, Đức Phật dùng thân này để làm nhân tạo thành cái thân thứ ba là pháp thân. Sử dụng pháp thân là dùng ánh sáng trí tuệ soi rọi và tác động vào vật chất biến nó phục vụ cho con người. Bằng pháp tuệ, Đức Phật thấy rõ tướng của các pháp, nguyên lý tạo thành con người và vũ trụ, từ đó các pháp không còn đối kháng và chướng ngại cho Ngài. Pháp thân của Đức Phật không phải là những gì tàn mắt thôi như không, mà chính là tri thức bao hòm cả điều những cái điều tắc, những cái điều luật, những quy tắc hoạt động trong vũ trụ và đạo đức thánh thiện tỏa khắp mọi loài. Thành ra cái pháp thân là cái cuối cùng, nó từ mà báo thân nó được sinh ra. Thành tựu được báo thân và pháp thân viên mãn, chúng ta thành Phật. Đức Phật dạy ta hãy lợi dụng sanh thân hữu hạn để phát triển pháp thân. Tất cả sở hữu của ta, nói về nội tài và ngoại tài, đều mang truyền đạt đến tha nhân. Tri thức ta truyền trao cho hai người, thân ta lớn gấp đôi, truyền trao cho triệu người, thân ta gấp triệu người. Đó. Đức Phật dùng thân tứ đại ngũ uẩn để phát triển pháp thân và báo thân, nhưng Ngài thành Phật là đấng dân ngộ, còn chúng sanh sử dụng phát triển nghiệp và phiền não nên muôn đời làm phàm phu mê muội. Chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì rồi, Phật ạ.